Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về hai chiếc Tudor và hai chiếc này là hàng bên mình mới về. Đây là hai chiếc thuộc dòng Black Bay và em nó là thuộc Tudor Black Bay 58 và hai chiếc này của mình thì đều có màu blue nhá, rất là đẹp. Ở đây mình về hai chiếc nhưng mà cái mức giá của nó lại lệch nhau khoảng tầm 5 triệu đồng. Một chiếc là khoảng 66 triệu, còn một chiếc thì là khoảng 60 triệu các bạn ạ. Đó thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em hai chiếc và lý do tại sao là nó lại chênh nhau tiền. Đầu tiên thì mình sẽ đi từ cái chiếc nó rẻ hơn nhé. Chiếc này của mình là một chiếc Tudor Black Bay màu blue với full đầy đủ. Đó. Chiếc này của mình thì sẽ có date là 18 tháng 9 năm 2021 và sẽ được bảo hành toàn cầu là 5 năm cho đến là 2026. Giờ chúng ta cũng sẽ còn khoảng tầm là hơn 2 năm bảo hành nữa. Và mã đầy đủ của nó là M79030B-0002. Đây là một phiên bản là Tudor Black Bay 58 màu blue sử dụng dây da các bạn nhé. Và đây là bộ dây da zin đi kèm một chiếc đồng hồ. Dây da zin này còn rất là đẹp, tình trạng còn đẹp như này. Các bạn thấy lỗ dây này. Đó, chủ cũ thì không đeo chiếc này, không đeo dây da, thậm chí là cái khóa siêu xanh nó vẫn còn để nguyên này. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được tặng thêm một cái dây NATO đi kèm nữa. Dây NATO này cũng là dây chính hãng luôn các bạn nhé. Với cái phần khóa của chúng ta thì được làm phỏng theo cái logo của Tudor, cái hình khiên của Tudor. Thì hai cái sợi dây này lắp vào thì vẫn đều rất là đẹp và hợp màu với cả cái màu blue. Dây này là dây da bò lộn và nó có màu blue anh em nhé. Đó. Còn chủ cũ thì đang sử dụng một sợi dây của hãng thứ ba và sợi dây này thì mua cũng mất đâu đấy vào khoảng tầm 2-3 triệu. Sợi dây này của mình thì nó sẽ có cái kiểu dáng khá là đẹp là dây Jubilee. Nó khác so với cái dây truyền thống của dòng Black Bay 58 các bạn ạ. Đó. Thì ở đây thì mình sẽ có một chiếc là Black Bay này, 58 màu blue này. Rất là đẹp, size 39mm. Đây, anh em thấy là cái sợi dây Jubilee lắp vào là cũng rất là hợp. Bởi vì dòng Diver của Tudor bây giờ đời mới thì cũng đã bắt đầu có cái sản phẩm là sử dụng cái dây Jubilee dạng như thế này. Và đây là một chiếc Diver, cái dây Jubilee đặc thì nó sẽ giúp cho việc là chúng ta đeo rất là dễ dàng. Đặc biệt là với anh em nào tay nhỏ và vừa thì những cái mắt nhỏ này thì nó chúng ta cắt mắt thì nó sẽ vừa và dễ đeo hơn so với những cái mắt to của cái bản dây kia. Và cái này thì chúng ta cũng sẽ có một cái khóa dạng diver các bạn nhé. Khóa chúng ta cũng có là double lock đây. Đó, và đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm để chúng ta bóp vào chúng ta đẩy ra. Và cái này thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có 5 cái nấc để chúng ta căn chỉnh theo tay của chúng ta. Dây thì chắc là còn đủ cho tay khoảng 17,5. Rất đáng tiếc là anh chủ cũ thì anh ấy không còn giữ cái mắt dây của dòng này. Cho nên là cái này thì dành cho anh em nào tay khoảng 17,5 trở xuống. Chiếc này size 39mm cho nên là mình nghĩ là nó cực kỳ hợp với cả những cái tay nhỏ như vậy. Dây này lên tay cũng rất là đẹp anh em ạ. Đó, chút nữa thì mình sẽ mở chiếc kia và so sánh cho anh em hai cái bộ dây luôn. Đây là bộ dây Jubilee của lắp vào chiếc Black Bay 58 khi chúng ta lên tay. Và dĩ nhiên là cái dòng dây này là cái hãng thứ ba này họ sản xuất riêng cho dòng Black Bay 58 cho nên các bạn thấy là nó sẽ có cái E-link này. Đó. Và khi chúng ta thay dây ra vào chúng ta sẽ phải tháo cái E-link này ra. Về chiếc Black Bay 58 này thì date 2021 và nó là bản dây da cho nên nó sẽ rẻ hơn một chút so với chiếc kia của mình. Có date mới hơn và nó sẽ có cái bản là bản dây thép zin. Đó. Chiếc này hiện tại thì bên mình đang để mức giá là 59.500.000. Đó, đi kèm với 3 bộ dây các bạn có thể sử dụng thoải mái và có thể thay đổi phong cách hàng ngày. Đó. Chiếc này 59.500.000 các bạn nhé, full set date 2021. Còn bây giờ thì mình sẽ show cho anh em chiếc mới hơn. Chiếc này là date 2023, còn bảo hành toàn cầu đến 2028 cơ. Và đây là cái sợi dây zin mà theo dòng Black Bay 58. Các bạn đã thấy trong rất nhiều video của bên mình đã quay rồi. Chúng ta sẽ còn dây đủ cho tay khoảng 17,5-18. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thẻ date là 30 tháng 1 năm 2023, được bảo hành toàn cầu cho đến 30 tháng 1 năm 2028 anh em nhé. Nó chỉ hơn một cái là nó hơn cái date
đó, và nó là phiên bản mà sử dụng dây thép zin thôi các bạn ạ. Đây, bộ dây thép zin của đồng hồ đây, như các bạn thấy là nó sẽ là cái phiên bản dây sport như này với ba chỉ, còn với phiên bản kia thì chúng ta sẽ là dây jubilee đó với 5 chỉ. Đó, anh em có thể là tự chọn lựa. Trước này thì date mới hơn và nó là phiên bản dây thép cho nên sẽ đắt hơn so với cái phiên bản dây da cũng như là dây NATO anh em nhé. Trước này thì thậm chí là như các bạn thấy là cái phần thân bên này vẫn còn nguyên cái siêu ni lông đó, còn rất là mới. Phần thân bên trái này còn nguyên siêu ni lông. Chắc là chủ cũ thì người ta cũng để người ta đặt xuống cho nó thoải mái. Và chiếc này thì hiện tại bên mình đang có mức giá là 66 triệu. Đó, thì anh em mà yêu thích chiếc nào, thích phiên bản nào thì anh em có thể giới thiệu bên mình. Hai chiếc này thì đều đẹp 98 đến 99%, rất là tuyệt vời để cho anh em chơi. Hai chiếc này đang có sẵn tại bên mình. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ bên mình nhé. Đó. Dòng sản phẩm Tudo Black Bay 58 này thì sử dụng bộ máy là MT5402 in-house movement của Tudo. Bộ máy này của chúng ta thì có 27 chân kính, có tần số là 4 Hz 28.800, và các bạn sẽ có ở đây là 70 giờ tích cót cơ. Và một dòng sản phẩm này có giá retail ở hãng là từ 3.900 cho đến hơn 4.000 đô tùy theo phiên bản. Đó, tức là chúng ta sẽ có cái mức giá hãng là khoảng tầm hơn 100 triệu đồng cho đến 115 triệu đồng, thì nó sẽ tùy phiên bản. Còn như mình đã nói rồi, chiếc bên trái của mình date 2023 là 66 triệu, còn chiếc bên phải 3 giây đi kèm date 2021 thì là 59 triệu 500. Tùy vào sự lựa chọn của anh em thôi, anh em thích chiếc nào thì có thể qua bên mình nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.